Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube tôi là Hoàng Hiếu. Thì nội dung chính video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua bán bất kỳ một cái đồng coin nào trên sàn PancakeSwap. Thì trong video này mình sẽ sử dụng đó là sàn Binance, mình sẽ sử dụng ví chết wallet và mình sẽ sử dụng sàn PancakeSwap. Thì đây là ba cái chuẩn bị cần thiết để mà chúng ta có thể mua bất kỳ một cái đồng coin nào trên sàn PancakeSwap. Ok, thì trước tiên để có thể mua được bất kỳ một cái đồng coin nào trên sàn PancakeSwap thì mình sẽ cần phải sở hữu một số lượng đồng Binance nhất định. Và những cái đồng Binance này các bạn sẽ mua nó trên sàn Binance. Thì mình mặc định là hiện tại là các bạn đã có đồng Binance trên sàn Binance rồi. Còn bạn nào mà chưa biết cách mua đồng Binance trên sàn Binance thì hãy đọc cái bài viết ở dưới phần mô tả video. Còn nội dung của video này thì mình mặc định là các bạn đã có cái đồng Binance trên sàn Binance rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ demo cái cách mà mình mua một cái đồng coin trên sàn PancakeSwap như thế nào. Đầu tiên thì đây là cái app Binance của mình. Ở trong cái ví giao ngay đây, cái ví giao ngay của mình, các bạn thấy là hiện tại mình đang có 0.1 đồng Binance. Thì bây giờ mình sẽ rút 0.1 đồng Binance này về ví chết wallet. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm vào đồng Binance. Các bạn thấy là hiện tại mình đang có 0.1 đồng Binance. Thì mình sẽ sử dụng 0.1 đồng Binance này để mình mua một cái đồng coin trên sàn PancakeSwap như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ nhấp vào đồng Binance, mình sẽ chọn là rút tiền, nhấp vào rút tiền. Ok, thì ở đây nó sẽ có ba cái là địa chỉ, mạng lưới và số lượng. Thì địa chỉ ở đây các bạn cần phải lấy cái địa chỉ cái đồng Binance gọi là đồng smart chain ở trên ví chết wallet. Ok, bây giờ mình sẽ mở ví chết wallet lên. Đây, bây giờ các bạn, đây là cái ví chết wallet của mình nha. Thì bây giờ các bạn thấy là hiện tại cái ví chết wallet của mình là các bạn thấy cái chữ smart chain không? Đây. Đấy. Đấy. Ở đây các bạn lưu ý là trên ví chết wallet các bạn phải chọn đến smart chain nha. Mình thấy nhiều bạn là chọn cái này là không có đúng. Mình thấy các bạn chọn cái Binance này nè. Cái này là không được nha. Cái này là nó đang là dạng là BEP2, mà cái mà chúng ta đang dùng là BEP20. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý là phải chọn smart chain nha. Đây thì trên ví chết wallet các bạn chọn vào smart chain. Đấy, chọn vào smart chain, nhấp vào. Đấy, và các bạn bấm vào chữ nhận. Nhận thì ở đây nó sẽ ra một cái địa chỉ ví. Đây, cái địa chỉ ví này. Bây giờ các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này bằng cách nhấn vào chữ sao chép. Đấy, các bạn nhấn vào sao chép để lấy cái địa chỉ ví này. Ok, bây giờ các bạn sẽ vào, quay lại cái app Binance. Các bạn dán vào đây, dán vào một địa chỉ. Đấy, thì nó sẽ tự động nó khớp lệnh mạng lưới là Binance Smart Chain BEP20 này các bạn thấy không. Bây giờ các bạn muốn rút bao nhiêu đồng Binance, thì ở đây mình muốn rút tối đa số lượng đồng Binance trong ví mình đang có là 0.1 đồng. Đây, ok, bây giờ mình sẽ bấm rút tiền. Thì nó sẽ hiện ra xác nhận. Bây giờ mình bấm. Đây, các bạn, bây giờ các bạn thấy là Chat Wallet đã thông báo mình là đã nhận 0.1 đồng Binance nha. Bây giờ mình sẽ reload lại cái ví Chat Wallet. Đây. Đây, các bạn đã thấy là hiện tại mình đã có 0.1 đồng Binance rồi nha. Là các bạn sẽ thấy cái phần smart chain nè. Đấy, mình đã nhận được 0.1 đồng smart chain Binance từ sàn Binance rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình kết nối ví chết wallet và PancakeSwap. Thì các bạn chọn vào mục dApp. Đây, các bạn thấy chữ dApp này thấy không? Các bạn nhấp vào dApp này. Một số bạn thì xài điện thoại iPhone á, thì cái ví chết wallet các bạn không có thấy được cái mục dApp này. Thì các bạn hãy dùng cái app MetaMask nha, cái app MetaMask trên iPhone. Còn cái này mình đang dùng trên Android. Hoặc là bạn nào xài máy tính thì các bạn kết nối trình duyệt ví dụ như Chrome với ví MetaMask cũng được.
và sau đó kết nối bàn cây swap. Còn trong video này thì mình dùng widget wallet trên Android, thì mình chỉ có cái mục dApp này, mình nhấp vào chữ dApp. Ok, thì các bạn lăn xuống, các bạn sẽ thấy ngay chỗ cái mục popular nè, có cái chữ bàn cây swap nè, các bạn nhấp vào. Rồi khi mà các bạn đã mở bankai swap trên cái ví chết thì các bạn chú ý giùm mình cái biểu tượng này nha. Đây các bạn chú ý giùm mình cái biểu tượng mình khoanh đỏ ở đây. Thì đây phải là cái biểu tượng Binance mới đúng nha. Còn thường là một số bạn nó hiện biểu tượng Ethereum. Thì các bạn nhấp vào các bạn chọn sang biểu tượng Binance nha. Tại vì bankai swap nó chạy trên mạng lưới của sàn của Binance Smart Chain, cho nên các bạn phải để ý ở đây là cái biểu tượng màu vàng nha. Còn nếu mà nó biểu hiện biểu tượng Ethereum thì các bạn phải chuyển nó lại, nhấp vào và chọn lại sang Binance là được. Đây các bạn nhấp vào đây. Đấy, đây các bạn sẽ thấy cái danh sách các bạn chọn. Đấy. Thì ok, bây giờ là mình đã kết nối ví chết wallet và bankai swap thành công rồi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thử dùng đồng Binance và mình mua một cái đồng coin bất kỳ. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đồng Binance để mình mua đồng Bcoin. Ví dụ mình sẽ sử dụng 0.1 đồng Binance, mình nhấp vào 0.1. Đấy, thì trong một cái mục from là mình điền 0.1 đồng Binance. Và mục to thì mình sẽ chọn là đồng Bcoin. Đây. Đây, thì mình sẽ nhận được là 0.1 đồng Binance, mình sẽ mua được 12.3 đồng Bcoin. Còn bạn muốn mua một bất kỳ một đồng coin khác nào thì bạn cứ tìm cái đồng coin đó trên đây. Còn một số bạn nói là cái đồng coin của các bạn không tìm thấy được trên đây thì các bạn rất là đơn giản. Các bạn mở cái app, các bạn mở cái coin market cap hoặc là cái coin gecko thì nó sẽ có một cái địa chỉ hợp đồng. Đây ví dụ mình mở ở đây, mình sẽ mở cái app coin market cap của mình lên. Đấy, bây giờ mình thử tìm một cái đồng nào đó, là mình tìm đồng Bcoin nha, là đồng bom crypto này. Đấy, các bạn sẽ để ý ở dưới đây, đây các bạn xuống đây các bạn có thấy chữ này nè, cái này chính là cái hợp đồng của nó nè. À, các bạn sẽ đi thấy cái này nè, Binance Smart Chain nè, cái này chính là cái hợp đồng của nó nè. Cái mục giới thiệu về cái đồng coin đó đó, nó sẽ có cái chữ này. Thì các bạn nhiệm vụ của các bạn là nhấp vào cái biểu tượng này để copy lấy cái hợp đồng của nó. Các bạn nhấp vào. Thì trong trường hợp mà một số đồng nó không có thì các bạn phải vào coin market cap các bạn copy cái mã hợp đồng đó, hoặc là các bạn dùng app coin gecko nha. Một số đồng coin thì nó chưa có trên sàn coin market cap thì các bạn có thể lên coin gecko. Thì nó cũng tương tự, các bạn sẽ copy lấy cái hợp đồng này. Đấy, và rồi các bạn quay lại cái app bankai swap. Và các bạn điền cái hợp đồng nó vô. Dán nó vô cái hợp đồng nó vô. Đấy thì nó sẽ ra cái đồng coin đó của các bạn. Ví dụ mình dán cái hợp đồng này ra thì nó sẽ ra cái đồng Bcoin nè. Đấy. Bởi vì nè mình có sẵn cái đồng Bcoin là bởi vì hôm trước mình đã dán cái hợp đồng nó vào rồi. Còn bạn nào chưa có thì dán nó vào. Đấy. Giờ mình nhấp vào. Đó, thì ví dụ là mình đã có đồng Bcoin rồi đây. Ok, thì bây giờ tiếp theo mình sẽ ấn vào chữ swap và bấm vào confirm swap. Rồi confirm swap. Rồi tiếp theo mình sẽ trả một cái phí giao dịch. Một cái phí giao dịch là khoảng 0,6 đô phí mạng. Mình bấm vào chữ chấp thuận. Đấy, như vậy là thành công rồi. Các bạn đợi một lát. Đấy, nó sẽ hiện báo là bạn đã swap 0.1 đồng Binance cho 12 đồng Bcoin. Ok, đấy, bây giờ các bạn đã thấy cái số lượng đồng Bcoin của mình tăng lên nè. Và đồng Binance của mình bị giảm đi. Đây, cái này bị giảm và cái này đã tăng lên nè, thấy không? Đó, như vậy là mình đã mua cái đồng Bcoin này thành công. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái ví chết wallet của mình. Vào cái mục ví, đấy các bạn sẽ thấy cái đồng Bcoin của mình. Đợi một lát, đấy, nó đã tăng lên là 157 đồng nè. Đấy. Và cái số lượng Smart Chain của mình. Đấy, bây giờ nó đã bị giảm đi rồi. Tại mình đã dùng cái đồng Smart Chain để mình mua đồng Bcoin này. Thì cái video này là mình demo cách mua cái đồng Bcoin. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua bất kỳ một cái đồng coin nào khác áp dụng tương tự như mình. Đấy. Thì tại vì mình thấy nhiều bạn gặp khó khăn trong cái chuyện mua bán trên cái bankai swap. Còn cái việc mà mua thì như vậy, còn bán thì cũng tương tự. Thay vì cái mục prompt thì các bạn
điền đồng Binance thì cái mục ROM các bạn điền cái đồng coin các bạn muốn bán, rồi TU là các bạn muốn bán ra đồng nào cứ điền vào. Nó chỉ ngược lại cái này thôi. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn cách mua một cái đồng coin bất kỳ trên sàn PancakeSwap. Nếu mà bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy like và share nó để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển và chia sẻ được nhiều cái video hữu ích hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.